Jojo không phải là một bộ phim với thằng nhân vật chính tên là Jojo, mà là một series kể về cuộc hành trình của những người có tên rút gọn là Jojo. Phần 1, Dòng máu quỷ. Chúng ta sẽ học cách trở thành một quý ông với Jonathan Joestar, bắt đầu từ một vụ tai nạn trên một con núi nào đó của nước Anh năm 1868. Nạn nhân là gia đình Joestar, tình cờ một cặp vợ chồng đi ngang qua tạt vào định hôi của. Mạng người có thể là cỏ rác, chứ mớ trang sức này bán đi thì có mà mua được cả cỏ Mỹ. Còn cái mặt nạ này á, nhìn rẻ tiền quá không ai mua đâu. Khi ông Joestar tỉnh lại, ông cầu xin đôi vợ chồng cứu lấy mình cùng đứa con thơ đang khóc bên trong. Và từ đó, ông Joestar mang nợ vợ chồng gã răng thưa, không hay biết rằng món nợ này sẽ thay đổi cuộc đời họ mãi mãi. 12 năm sau, đứa bé kia này đã lớn khôn. Cậu là con trai duy nhất nhà Joestar, Jonathan Joestar, hay còn được gọi là Jojo. Trái ngược với phong cách lịch thiệp của Joe bố, Joe con ngô nghê và khờ dại. Còn đây là Dio Brando, con trai của ông răng thưa. Dio và Jojo khác nhau một trời một vực từ tính cách, địa vị, xuất thân. Nhưng nhờ cái ân tình cứu mạng năm xưa, nên hắn được bố gửi vào nhà Joestar dưới hình thức học bổng toàn phần, bao ăn bao ngủ. Và thế là Dio chuyển tới nhà Joestar sống. Hắn là một tên độc ác và khó ưa trong mắt Jojo, nhưng lại là hình mẫu con nhà người ta trong mắt mọi người. Hắn vượt qua Jojo về cả học vấn, cung cách cư xử và cả khoản đánh đấm. Dio muốn cướp mọi thứ từ tay Jojo. Nghe tin Jojo có bạn gái tên Erina, hắn tìm đến cô và thò lưỡi hắn vào mồm cô. Jojo nổi điên, bùng phát sức mạnh và đập Dio một trận. Máu lại văng lên trước mặt nạ để nhắc nhở người xem nó quan trọng. Nhưng không phải bây giờ. Người ta có câu người làm chó hưởng. Ở trường hợp này thì chó của Jojo hưởng, nhưng mà là hưởng dương. Thủ phạm là ai thì không cần đoán lần hai cũng biết. Rồi thời gian qua đi, Dio và Jonathan trở thành một cặp bài trùng, nhưng chỉ là trong mắt mọi người, vì thằng Dio chỉ đang diễn một vở kịch nhằm chiếm đoạt khối tài sản kếch xù nhà Joe. Vì ông Bo thì đang nằm bệnh, sức khỏe thì ngày một tệ, do Dio là người đã cháo thuốc đều vào. Điều này sớm bị Jonathan nghi ngờ và ngăn chặn. Cậu cấm Dio vào phòng bố và lên đường tìm thuốc giải. Dừng xe tại một con đường nguy hiểm nhất London, chạm trán băng cướp Gotham. Thay vì battle rap một chọi 20 như Rick Choi, cậu sử dụng sự lịch thiệp và đấm chúng với sự tôn trọng và giành được sự cảm mến của tên cầm đầu Speedwagon. Dio thì tìm ra được nguồn gốc sức mạnh của chiếc mặt nạ và đem nó vào thành phố test hiệu năng. Thì ra kẻ nào đeo nó lên sẽ có được sức mạnh của ma cà rồng, nhịn rắm không cần gồng và cứ bú máu hồng là bất tử. Jojo trở về nhà với thuốc giải, lật tẩy bộ mặt của Dio và nghe hắn lải nhải về sự hối cải. Nghe thì cũng mủi lòng, mà chiếc còng thì vẫn phải đeo vào tay. Psych, that's the wrong number. Ông Bo ra đi theo quy trình phát triển của nhân vật. Dio bôi máu lên chiếc mặt nạ và đeo nó lên. Chiếc mặt nạ quặp chặt vào đầu hắn, như cách người yêu quặp chặt lấy bạn khi biết bạn mặc áo của trùm cuối. Quay trở lại với Dio, sau khi đeo lên chiếc mặt nạ, hắn thức tỉnh con thú bên trong mình, nở một nụ cười tươi như đóa hoa xuân. Nhưng cảnh sát thẳng tay xả đạn, đưa hắn ra khỏi nhà qua đường cửa sổ. Trong hơi thở cuối cùng, Joe bố cố phọt nốt bài diễn văn, nhưng đó chưa phải cái kết. Dio comeback và mạnh mẽ hơn xưa. Ta có sức mạnh này là nhờ chiếc mặt nạ có dính máu của ba người. Nhưng mà ai hỏi bro? Thế là hai anh em lao vào nhau chơi đùa hồn nhiên. Nhưng làm thế nào để hạ gục được một tên có sức mạnh ngang ngửa với chúa? Treo lên và đốt. Dio quay trở lại lần thứ 3 và còn xa mới tới hồi kết. Nhịp phim chậm lại với khung cảnh tình tứ giữa Erina và Jonathan. Cả hai có những ngày tháng hạnh phúc và một ngày đẹp trời. Họ gặp được một người tự xưng là Nam Tước Zeppeli, trụ cột đầu tiên của Anh Quốc. Với khả năng điều khiển hơi thở, ông có thể điều khiển các luồng năng lượng trong cơ thể, dùng để thực chiến lẫn chữa trị, gọi là sóng gợn. Nó chính là chìa khóa để đánh bại Dio. Dio hiện đang xây dựng cho mình một đội quân cù lao. Chúng ta được kể về nguồn gốc của chiếc mặt nạ, giống như bao cổ vật khác, được tìm thấy bởi các nhà khảo cổ. Tình cờ có một thằng ất ơ nào đó kích hoạt được, và sức mạnh cổ xưa được giải phóng. Zep là người duy nhất biết cách phá hủy nó. Jonathan hoàn thành giáo trình sóng gợn và đối đầu với bài kiểm tra miệng đột xuất. Đề bài, cho một ly được rót đầy rượu vang, biết giá nó dao động từ 70 đến 90 nghìn đồng 1 kg. Câu hỏi, thực hiện phản ứng bốc hơi thằng cù lao mà không làm bay mất một giọt rượu. Tại sao phải là ly rượu? Vì thế nó mới quý ông. Tất nhiên là cậu vượt qua. Cả ba tiếp tục tới với bài kiểm tra một tiết. Đề bài là nhóm bị một thằng bé trộm đồ và muốn giải kiểu gì thì giải, lấy túi đồ lại. Jeff và Joe dùng sóng gợn để lướt trên mặt nước, truyền sóng vào núi đá để khiến cậu bé rơi xuống. Thì ra nó bị thao túng tâm trí và sóng gợn có thể giải trừ mọi thứ dẫn đến chỗ của Dio. Đây có lẽ là bài kiểm tra học kỳ, như một nhà giáo mẫu mực. Jeff lên làm câu mẫu 0,5 điểm cho học trò, tức là solo thẳng với thằng Dio. Dio mới có thêm skill Elsa, chạm vào là đóng băng. Nếu không có sự yểm trợ kịp thời thì có lẽ đã thành quá nhi rồi. Tay anh lạnh nhưng trái tim em nóng, để em sưởi ấm nó bằng đôi gò bồng của mình. Một tương tác cực kỳ quý ông. Jonathan trong lúc đó đang đối đầu với hai tên thuộc hạ. Đây là hai hiệp sĩ được Dio hồi sinh, ngày xưa bảo vệ cho nữ hoàng, nhưng lại có một cái chết oan uổng. Thể thức solo 1-1.
tên tóc dài đánh đầu tiên, kỵ sĩ Blurford. Hắn dùng tóc đánh bay Jonathan xuống nước. Cậu không thể dùng được sóng gợn dưới này, vì sóng gợn cần không khí. Nhớ lại phút vui đùa cùng con chó, cùng lời bố dạy, cậu bơi xuống đáy hồ, nhấc một tảng đá lên, giải phóng không khí bên dưới, đớp được một miếng khí, máu huyết lưu thông trở lại. Jonathan làm một đòn sóng gợn dưới nước, đẩy được cuộc chiến lên trên bờ, tưởng rằng đã lấy được lợi thế. Cậu lại bị tên hiệp sĩ trói bằng tóc, nhưng hắn đâu biết rằng John còn có thể dùng chân. Sóng gợn truyền vào thanh kiếm, rồi đến tay, khiến nó chảy thây như phô mai hết đát. Được thế làm càn, cậu tung một loạt các cú đấm, không những gây sát thương mà còn truyền tư tưởng Mark Lenin, khiến hắn giác ngộ. Blurford tan biến và truyền cho cậu lại thanh kiếm. Tới tên còn lại, hiệp sĩ Takus, cả hai bị nhốt trong một căn phòng gọi là hang ổ của rồng hai đầu. Mỗi người được đưa vào cổ một cái xích nối với nhau và xác định Death Battle. Tên hiệp sĩ vượt trội về thể lực, John nhanh chóng bị áp đảo. Đây không phải lúc để chơi trò quân tử. Thằng cu mà cả bọn cứu được tình nguyện chui vào để mở cửa. Jeff tiếp tục phô diễn kỹ năng, nhưng đối với tên hiệp sĩ, anh chỉ là phân số, tức có thể rút gọn được. Hắn tách riêng tử số và mẫu số, làm John nhớ lại bài học cắt bánh trưng của bố. Jeff, à không, 1/2 Jeff lết về phía John, truyền cho cậu toàn bộ sức mạnh trong mình. Và thế là John dễ dàng hạ gục được Takus. Cậu đốt xác Jeff để không bị hồi sinh. Mọi người tiếp tục. Trên đường gặp được sư phụ và đồng môn của Jeff, cuối cùng đã tới được cung điện của Dio. Đầu hộp tới trước, lập tức ăn Fatality của Sub-Zero. Đàn ông hơn nhau ở cái đầu, và cái đầu của đầu hộp kịp bắn mù một bên mắt Dio. Trước khi anh tan biến, hai người còn lại dọn quái cho John tới thẳng chỗ Dio, lợi dụng điểm mù bên con mắt phải. Cậu luôn lách và xin nhẹ cánh tay, chưa dừng lại ở đó. Tiêu phu bổ củi, chặt ngọt như mía lùi, lưỡi kiếm kéo đến bàng quang, thì dừng lại trước sự bàng hoàng của tất cả. Nước đái đóng băng, cả thanh kiếm lẫn tay John đông cứng. Dio khoái trá đút hai ngón tay vào cổ bạn mình, và bắt đầu nói những lời dơ bẩn. Hắn không nhận ra thanh kiếm đang được đặt lên một ngọn lửa, nhiệt truyền vào dã đông cho John. Nếu như một cú đấm sóng gợn là không đủ, vậy một cú đấm sóng gợn bỏng cháy thì sao? Không kịp đóng băng ngọn lửa trên tay John, Dio một lần nữa bị đánh văng ra ngoài, tan biến trong không khí. Tập cuối fan service bằng hôn nhân của Jonathan và Erina, cả hai lên đường đi trăng mật. Nếu tôi có quên nhắc cho bạn điều gì thì đó chính là Dio chưa chết. Tên thầy lang giữ hắn sống chỉ với một cái đầu. Bọn họ nhanh chóng lẻn được lên thuyền và thực hiện kế hoạch cù lao hóa hành khách bên trong. Tới khi John tìm được Dio thì dễ dàng bị đánh gục một cách không hề thuyết phục. Không ăn được thì chuyển sang bài ôm bom. John truyền toàn bộ sóng gợn vào xác của tên thầy lang, khiến hắn ôm động cơ thuyền để khiến cả tàu phát nổ. Erina và một đứa bé bị đẩy vào trong quan tài kín. Còn John lựa chọn sẽ dành những giờ phút cuối đời để ôm ấp Dio và nói những lời tình tứ. Chỉ có đàn ông mới đem lại hạnh phúc được cho nhau. Con thuyền nổ tung. Trong chiếc quan tài, hai người sống sót an toàn, trôi vào bờ. Thực ra là ba, vì trong bụng Erina đã có cốt nhục của Jonathan. Phần 1 kết thúc ở đây. Mong là các bạn biết cách để trở thành quý ông. Tôi quản quại. Xin chào và hẹn gặp lại.